Ở cái video này thì thầy sẽ giải thích cho các em cái phần kiến thức về expectation. Dịch sang tiếng Việt của mình là trong 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 ngôn ngữ về toán đó thì là kỳ vọng, người ta gọi là kỳ vọng của cái biến ngẫu nhiên. Kỳ vọng, cái từ expectation nó ngắn gọn chỉ có nghĩa là sự hy vọng, sự mong đợi, sự kỳ vọng thôi. Mà khi dịch sang tiếng Việt thì chúng ta hiểu là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên nhé. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là như thế này. Em tưởng tượng là một người mà trước khi sinh con đấy thì xác suất con trai và con gái là 50-50 đúng không? Bây giờ nếu như mà một người người ta có kế hoạch là tới đây người ta sẽ sinh con, nếu như không có bất kỳ một cái sự can thiệp hay lựa chọn giới tính nào thì chúng ta biết là có 50% cơ hội đứa con sinh ra sẽ là con trai và 50% còn lại sẽ là con gái. Hay nên như là chúng ta tung cái đồng xu lên, đồng xu thì có hai mặt. Khi chúng ta tung đồng xu lên thì sẽ có 50% cơ hội là sắt, hít 50% cơ hội là ngựa. Đấy. Chúng ta hy vọng như vậy, chúng ta kỳ vọng như vậy. Chúng ta kỳ vọng kết quả thu được sẽ là 50. Kỳ vọng vậy thôi chứ còn thực ra mà nói, ví dụ như kiểu là một gia đình mà sinh hai đứa con chẳng hạn thì không có nghĩa là sẽ có chắc chắn một cái trai một cái gái đâu. Mà có thể là cả hai đều trai, có thể cả hai đều gái. Thậm chí có một gia đình sinh đến 7 đứa con đều là 7 đứa con gái. Đấy. Nhưng mà tính trên cái quy mô rộng, cái lượng người mà càng 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 nhiều, tính trên cái phạm vi càng rộng thì cái tần số mà trai và gái càng xấp xỉ 50-50. Cũng như vậy, nếu em có một cái đồng xu em tung nó lên thì em kỳ vọng là 50% sấp, 50% ngửa. Tuy nhiên cũng có thể xảy ra cái trường hợp như trên thực tế như thế này, cả 3 lần em tung đều 3 lần sấp. Có những lúc cả 5 lần em tung đều là 5 lần ngửa. Đấy. Nhưng mà nếu như tung rất nhiều, các nhà khoa học họ đã làm thực nghiệm và tung rất nhiều thì có 50% số lần trong đó là sấp và 50% số lần trong đó là ngửa nhé. Hay ví dụ như kiểu này, chúng ta tung con xúc xắc cũng có 6 mặt thì cơ hội để nó xuất hiện mặt một chấm là bao nhiêu? Là 1/6, có 1/6 cơ hội. Tức là đâu đó cỡ chưa đến đủ 10, cỡ có hơn 10, có khoảng 10 mấy%, có 1/6 cái cơ hội là xuất hiện mặt một chấm. Nhưng không có nghĩa là chúng ta tung 6 lần thì sẽ có một lần được mặt một chấm, không phải vậy. Thì chúng ta kỳ vọng vậy thôi. Và chỉ khi nào chúng ta tung rất rất nhiều lần, rất rất nhiều lần, cả hàng nghìn hàng vạn lần thì càng nhiều bao nhiêu thì cái số lần xuất hiện mặt một chấm càng sát đến cái tỷ lệ 1/6 bấy nhiêu nhé. Vậy thì 1/6 đây chỉ là cái chúng ta mong đợi, cái chúng ta hy vọng, cái chúng ta kỳ vọng. Đấy. Đây bây giờ ta còn quên còn một chút nữa về cái ký hiệu thì kỳ vọng của cái biến thì người ta hay ký hiệu là như thế này. E là viết tắt của expectation của một cái biến nào đó thì biến x gì nào đó chưa biết thì người ta đóng vào ngoặc x nhé. Bây giờ ta xét cái ví dụ này, cái xe một ví dụ bây giờ người ta tung hai cái con xúc xắc đồng thời, thế ta với today I rolled together and different D between the score on the die is not số 1 này. Đấy. Tung hai cái con xúc xắc đồng thời và D lớn là cái sự kiện mà độ vây nhau, độ chênh lệch nhau về số chấm. Thế thì nó chênh lệch nhau bao nhiêu? Có thể là không, đúng không? Khi mà cái này một chấm, cái kia một chấm, cái này hai chấm, cái kia cũng hai chấm, có thể chênh nhau một. Khi nào cái này con xúc xắc thứ nhất mặt một chấm, con xúc xắc thứ hai mặt hai chấm, hoặc ngược lại. Có thể chênh nhau ba khi con xúc xắc thứ nhất mặt bốn chấm. À xin lỗi, chênh nhau hai chứ nhỉ? Con thứ xúc xắc thứ nhất mặt hai chấm, ba chấm, con xúc xắc thứ hai mặt một chấm thì nó phân nhau hai. Ở đây ở cái trang số 2 ở phần đầu chỗ trang số 524 đó. Đấy. Rồi nó có thể chênh nhau ba được không? Khi con xúc xắc thứ nhất mặt 4 chấm, con xúc xắc thứ hai mặt 1 chấm và con xúc xắc thứ nhất mặt 6 chấm, con xúc xắc thứ hai mặt 3 chấm nào.
có thể chênh nhau 4 đâu có chứ, một cái 5 chấm, một cái 1 chấm, một cái 6 chấm, một cái 2 chấm, có thể 5 được không? Được chứ. Cái thứ nhất 6, cái thứ hai 1, có thể chênh nhau 6 được không? Không, vì số số chấm lớn nhất chỉ là 6 thôi. Đấy. Lớn nhất là 6 và nhỏ nhất là 1 thì không thể chênh nhau 6 được. Để chênh nhau tối đa là 5 thôi. Đúng không? Thế thì chúng ta để ý, bây giờ chúng ta phải điền vào bảng này các cái giá trị có thể xảy ra. Chúng ta tung hai con xúc xắc thì có bao nhiêu kịch bản có thể xảy ra? Có 36 kịch bản có thể xảy ra. Vì con xúc xắc thứ nhất mặt 1 chấm thì con xúc xắc thứ hai cũng có thể là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm. Đúng, vậy là có bao nhiêu trường hợp? Có 6 trường hợp xảy ra. Tương tự như vậy, nếu con xúc xắc thứ nhất mặt 2 chấm thì con xúc xắc thứ hai cũng có thể là 1 chấm, hoặc 2 chấm, hoặc 3 chấm, hoặc 4 chấm, hoặc 5 chấm, hoặc 6 chấm. Tóm lại là ứng với mỗi một kịch bản của con xúc xắc thứ nhất thì có 6 cái kịch bản xảy ra đối với con xúc xắc thứ hai. Nhá. Hay nói cách khác là xúc xắc 1 với xúc xắc 2, 1 chấm, 1 chấm, 1 chấm, 2 chấm, 1 chấm, 3 chấm, 1 chấm, 4 chấm, 1 chấm, 5 chấm, 1 chấm, 6 chấm. Kịch bản thứ hai là 2 chấm, 1 chấm, 2 chấm, 2 chấm, 2, 3 chấm, 2 chấm, 4 chấm. Đây, tổng cộng là 36. Thế thì khi chúng vênh nhau không chấm thì các kịch bản có thể xảy ra gì? Con thứ nhất mặt 1 chấm, con thứ hai cũng 1 chấm, con thứ nhất 2, con thứ hai cũng 2, con thứ nhất 3, con thứ hai cũng 3, con thứ nhất 4, con thứ hai cũng 4, con thứ nhất 5, con thứ hai cũng 5, con thứ nhất 6, con thứ hai cũng 6. Đúng không? Tức là có mấy kịch bản có thể xảy ra có 6 thôi. 6 trong tổng cộng tất cả có thể xảy ra là 36. Vậy xác suất của nó sẽ là 6 phần 36. Còn mặt 1 chấm thì những cái kịch bản nào? Con xúc xắc thứ nhất 1, con xúc xắc thứ nhất 1 nhá, thì con thứ hai là 2. Đấy. Con tôi đến như nào cho nó dễ nhỉ, con xúc xắc thứ nhất mặt 2 chấm thì con xúc xắc thứ hai mặt phải bao nhiêu? 3 chấm. Con xúc xắc thứ nhất mặt 3 chấm thì con xúc xắc thứ hai mặt phải 4 chấm. Con xúc xắc thứ nhất mặt 4 chấm thì con xúc xắc thứ hai mặt phải 5 chấm. Con xúc xắc thứ nhất mặt 5 chấm thì con xúc xắc thứ hai mặt phải 6 chấm. Còn tiếp này, con kịch bản nào xảy ra? 1 2 nhưng cũng có thể đảo lại. 1 2 gì? 2 1, tức là xúc xắc 1 chấm, xúc xắc 2, 2 chấm, hoặc là xúc xắc 1 2 chấm, xúc xắc 2 1 chấm. 2 3 hay cũng có thể là 3 2. 3 4 cũng có thể là 4 3. Đấy, 4 5 cũng có thể xảy ra kịch bản thứ hai là 5 4. Cái thứ nhất 4, cái thứ hai 5, hoặc là cái thứ hai 5 chấm, cái thứ nhất 4 chấm. 5 6 hoặc cũng có thể là 6 5. Vậy tất cả nó có mấy kịch bản xảy ra? Cặp thứ nhất đây, cặp thứ hai đây, cặp thứ ba đây, cặp thứ tư đây, cặp thứ năm đây, cặp thứ sáu, bảy, tám, chín, và 10. Vậy là 10 trong tổng số 36 kịch bản có thể xảy ra. Được chưa? Còn hai con vênh nhau hai chấm, vênh nhau hai chấm thì con xúc xắc thứ nhất 1 thì con xúc xắc thứ hai 3, con xúc xắc thứ nhất 2 thì thứ hai phải mấy? 4. Xúc xắc thứ nhất 3 thì xúc xắc thứ hai phải 5, xúc xắc thứ nhất 4 thì xúc xắc thứ hai phải 6. Hết rồi đúng không? Vậy bây giờ ta đảo lại. Thằng thứ nhất 1 3 thằng thứ nhất 1, thằng thứ hai 3 cũng có thể là thằng thứ nhất 3, thằng thứ hai 1. 2 4 tương tự như vậy cũng có thể là 4 2, 3 5 cũng có thể là 5 3. Cái này 4, cái kia 6 cũng có thể là cái này 6, cái kia 4. Vậy tổng cộng em thấy là mỗi cái này là một cặp đúng không? Thì 1 2 3 4 5 6 7 là 8. Ta có 8 phần 8 trong tổng số 36 kịch bản có thể xảy ra. Đó chưa? Vênh nhau 3 thì sao? Cái thứ nhất 1 thì cái thứ hai phải 4 chấm, cái thứ nhất 2 chấm thì cái thứ hai phải 5 chấm, cái thứ nhất 3 chấm được không? Được, thì cái thứ hai phải 6 chấm. 1 4 tương tự như vậy, ta lại đảo lại. 4 1 2 5 5 2 3 6 6 3. Vậy là có mấy cặp? Là có 6 cặp tất cả. Là 6 phần 36. Còn hai cái vênh nhau 4 có không? Có chứ. Cái thứ nhất 1 thì cái thứ hai 5. Cái thứ nhất 2 thì cái thứ hai 6. Hết chưa? Cái thứ nhất có 3 được không? Cái thứ nhất mà mạnh 3 chấm thì cái kia muốn 4 thì nó lại không được mất rồi. Vượt quá 6 mà. Tối đa chỉ có 6 thôi mà. 1 5 hoặc là 5 1, 2 6 hoặc là 6 2. Đấy. Vậy có 1 2 3 4 kịch bản có thể xảy ra vậy. 4 trên tổng số 36. Hai cái bên nhau 5 thì cái thứ nhất 1, cái thứ hai phải 6. Cái thứ nhất có thể 2 được không? Không. Đúng không? 2 thì cái kịch bản mất. Vậy chỉ có một cái 1, một cái 6. Cái thứ nhất 1, cái thứ hai 6, hoặc cái thứ nhất 6, cái thứ hai 1.
thì chỉ có hai trong tổng số bao nhiêu? 36 kịch bản có thể xảy ra. Được chưa? Đấy, đây là cái số vênh nhau giữa số chấm hai mặt con số sắc nhé. Đấy là cái ví dụ số 1. Ví dụ số 2. This experiment is repeats. Em để ý này. Experiment, cái thực nghiệm này is repeats, được lặp lại. Repeat bao nhiêu? 36 times, được lặp lại 36 lần. Đấy. Thì ở đây chúng ta có một cái bảng liệt kê cái, em để ý nhé. D này. Nó có cái cụm là expect frequency. Frequency. Nhỏ quá thế. Cái tần số mà chúng ta mong đợi nhé, expected frequency. 0 này, 1 này, 10 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta nằm lại, cái, chúng ta tiến hành 36 cái thí nghiệm như thế này, thì em thấy nè, khi mà chúng ta làm thí nghiệm một lần, tức là tung con số sắc thứ nhất một lần, tung con số sắc thứ hai một lần, thì cái cơ hội để hai cái chênh nhau mặt một chấm là bao nhiêu? Là chênh nhau một chấm là 10/36. Đấy. Vậy thì bây giờ nếu như làm 36 lần thì chúng ta nghiễm nhiên là chúng ta sẽ mong đợi, chúng ta sẽ hy vọng, chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là sẽ có 10 lần mà số chấm nó chênh nhau một, đúng không? Nó chênh nhau một đơn vị. Em hình dung được chỗ này chưa? Đấy. Nếu một lần thì có 10/36. Chứ nếu mà 36 lần thì nó được 10. Nhưng 10 này nó giống như thế này. Chúng ta sinh con chẳng hạn thì có 50%, tức là 1/2 cơ hội là sinh con trai. Xong nếu chúng ta sinh 2 lần thì chúng ta mong đợi, chúng ta hy vọng cái số lần xuất hiện con trai là mấy? Là 1. Số lần xuất hiện con gái là mấy? Là 1. Đấy chỉ là cái giá trị chúng ta mong đợi. Mong đợi rằng là vì là có 1/2 cơ hội là con trai và 1/2 cơ hội là con gái thôi. Cho nên là khi chúng ta để hai con thì chúng ta sẽ hy vọng là 1/2 có một đứa là con trai và một đứa là con gái. Đúng không? Đấy là cái ta mong đợi. Cũng như vậy, nếu như chúng ta sinh 4 đứa con thì chúng ta mong đợi, chúng ta hy vọng. Đấy. Và chúng ta nghĩ nhiều khả năng sẽ là hai đứa con trai, hai đứa con gái. Vì nếu mà tính theo xác suất, vì cái chuyện con trai con gái là hoàn toàn ngẫu nhiên nếu như không có sự lựa chọn giới tính mà. Em ok chỗ này chưa? Cũng như là nếu như chúng ta tung một đồng xu, xin lỗi, tung một cái con xúc sắc đi, có 6 chấm, chúng ta tung một con xúc sắc một lần thì có 1/6 cơ hội là xuất hiện mặt hai chấm. Thì em tưởng tượng nếu như bây giờ cái con cũng còn xuất sắc đang tung 6 lần thì chúng ta kỳ vọng là sẽ có một lần xuất hiện mặt hai chấm. Còn nếu chúng ta tung con xuất sắc đó đến là tung 6 lần nhé, thì sẽ có một lần xuất hiện mặt hai chấm. Nếu chúng ta tung gấp đôi lên, tức là tung 12 lần, thì có phải là chúng ta kỳ vọng là sẽ có hai lần xuất hiện mặt hai chấm không? Khi chúng ta tung cái con xuất sắc 18 lần, số lần tăng lên gấp 3, thì cái xác suất xuất hiện cái mặt một chấm là bao nhiêu? Xin lỗi, xác suất xuất hiện mặt hai chấm là bao nhiêu? Là 3 lần, đúng không? Đấy. Cái số lần, cái bội số của 6 mà càng tăng lên thì cái số lần xuất hiện mặt một chấm nó càng tăng lên nhé. Như vậy chúng ta để ý này, nếu chúng ta tung 36 lần, nếu chúng ta tung một lần thì xác suất hai cái chấm nó vênh nhau là độ chênh lệch số chấm trên hai mặt của con xúc sắc bằng 0 ấy là 6/36. Vậy thì khi chúng ta tung 36 lần thì chúng ta hy vọng cái số lần mà nó mặt cái số chấm nó bằng nhau đấy
là 6. Khi chúng ta tung 3, khi chúng ta tung một lần thì cơ hội để hai cái con xúc xắc số chấm của nó chênh nhau 2 là 8 phần 36. Nên là chúng ta tung một lần. Vậy chúng ta tung 36 lần thì chúng ta kỳ vọng là sẽ có 8 lần chuyện này xảy ra. Khi chúng ta tung một lần thì có 6 phần 36 cơ hội mà số chấm của nó vây nhau 3. Vậy thì khi chúng ta tung 36 lần thì chúng ta kỳ vọng có 6 lần số chấm nó xuất hiện. Tương tự như vậy, vậy những cái này sẽ là 4, vậy cái này cái vây nhau 5 sẽ là 2. Ok chưa? Để em điền thêm các giá trị 6, 8, 6, 4, 2 vào nhá. Đây là cái bảng số 2. Cái ý số 3 họ bảo là calculate the mean z frequency distribution, hãy tính cái giá trị trung bình của cái bảng phân bố cái xác suất này. Tính cái giá trị trung bình theo em là tính cái gì nhỉ? The mean z frequency distribution. Ta tạm thời để cái nhé. Ta số 4 đã. 4 đã, bởi vì the original experiment is repeat 100 times. Repeat question 2 and 3 for this situation. Ở cái thực nghiệm ban đầu, tức là thử nghiệm ở số 1 này này. Chúng ta bây giờ chúng ta ở cái ví dụ số 2 thì chúng ta lặp lại cái thử nghiệm này bao nhiêu lần? 36 lần. Bây giờ thay vì lặp lại 36 lần thì người ta lại ở số 4 này người ta lặp lại đến tận 100 lần. Thì tức là người ta làm cái thí nghiệm này 100 lần thì được cái bảng kết quả này. Đây là chênh nhau giữa cái số chấm này. Cái bảng kế tiếp là apex frequency. Cái tần số, cái số lần mà chúng ta mong đợi lần lượt là chênh nhau 0 chấm, chênh nhau 1 chấm, chênh nhau 2 chấm, chênh nhau 3 chấm, chênh nhau 4 chấm và chênh nhau 5 chấm. Cái chênh nhau 1 chấm là 250 phần 9. Chênh nhau 1 chấm là 250 phần 9. Được chưa? Thế con số 250 phần 9 này nó như thế nào nhỉ? Đây, em tưởng tượng này, xuất hiện mặt một chấm nhá, làm thí nghiệm một lần thì tần số xuất hiện của nó là bao nhiêu? 10 phần 36. Vậy thì chúng ta hiểu là cái số lần chúng ta thí nghiệm càng tăng lên bao nhiêu thì cái số lần xuất hiện cái độ chênh lệch mặt một chấm, số chênh lệch nhau một chấm, tức là xảy ra cái biến cố d bằng một này cũng tăng lên tương ứng bấy, tăng lên tương ứng bấy nhiêu nhé. Đấy, cho nên là nếu như ở đây là 10 phần 36 thì đây sẽ là lấy 10 phần 36 mà nhân với bao nhiêu? Nhân với 100, làm thực nghiệm một lần mà. Thì được 10 phần 36, vậy làm thực nghiệm 100 lần thì biến cố này xảy ra lớn gấp trăm lần. Đấy, thì nó sẽ là 10 phần 10 phần 36. Nhé. 10 phần 36 mà nhân 100 thì bằng 250 phần 9. Em rõ đoạn này chưa? Thầy lấy ví dụ như thế này cho em dễ hiểu này. Ví dụ như kiểu là về bản lý thuyết, khi chúng ta trở về câu chuyện sinh con cho nó dễ. Khi chúng ta sinh con thì có 50% cơ hội là con trai và 50% cơ hội là con gái, đúng không? Vậy thì chúng ta kỳ vọng là sinh một lần thì có 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2 là con trai và 1 phần 2 là con gái. Vậy sinh 10 lần thì cái số con trai cũng phải tăng lên gấp 10, là 5 con trai và 5 con gái. Sinh 100 lần thì số con trai cũng tăng lên 100, lần đấy 1 phần 2 nhân thêm với 100 thì là 50. Em hiểu chưa? Tức là cái giá trị expected frequency này là cái số lần, cái tần số, cái tần suất mà nó xuất hiện là theo lý thuyết, theo hy vọng, theo mong đợi, theo kỳ vọng vậy thôi nhé, chứ không phải là khảo sát một trận ngẫu nhiên 100 người thì sẽ có 50 trai 50 gái đâu, tức là ta mong đợi cái chuyện đó.
Thì ở đây từ cái chỗ này sang chỗ này chúng ta nhân với 100, 6 phần 36 mà nhân với 100 thì ta điền vào ô này thôi. Lúc này thì dùng máy tính nha bạn. 6 chia cho 36 bằng nhân với 100 là 50 phần 3 này. Là một lần thì cái biến cố D bằng 2 sẽ là 8 phần 36. Vậy là 100 lần thì chúng ta lấy 8 phần 36 mình nhân nó đi. 8 chia 36 bằng nhân 100. 200 phần 9. Đấy. Làm thí nghiệm một lần thì xác suất xảy ra cái biến cố D bằng 3 là 6 phần 36. Bây giờ số lần thí nghiệm tăng lên gấp 100 lần thì nó sẽ là 6 phần 36 mà nhân với 100 thì nó cũng thành 50 phần 3 giống như cái D bằng 0 đúng không? Đấy. 4 thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ có 4 phần 36 ra kết quả là 100 phần 9 và 5 phần 36 thì cái 2 phần 36 để nhân tiếp với 100 thì bằng nửa cái này. Nửa cái này tức là 50 phần 50 phần 9. Ok chưa? Đấy. Đấy là cái bảng số 4 nhé. Thì bây giờ nó cũng hơi muộn một chút rồi thì mấy cái bài kế tiếp thì để tối mai thì sẽ hướng dẫn cho em.